Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu điện gió Thái Hòa và bên cạnh mình là một chiếc Mercedes GLC 200. Lý do mình đang ở một cái địa điểm đẹp như thế này với một chiếc xe đẹp như thế này là bởi vì mình đang tham gia một cái cuộc hành trình trải nghiệm các cái dòng xe GLC của Mercedes-Benz Việt Nam. Và nếu như các bạn muốn biết là cuộc hành trình của mình nó bắt đầu cũng như là kết thúc như thế nào thì hãy cùng xem video nhé. Bắt đầu thôi. Bắt đầu cuộc hành trình thì bọn mình sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh và sẽ chạy xe đến Phan Thiết. Và trên xe thì có rất là nhiều anh em chia nhau lái, và đến lúc mà mình được cầm lái để quay video với các bạn đây thì đã qua mất đoạn cao tốc mất rồi. Nhưng mà với quãng đường khoảng loanh quanh 200 cây số mà mình vừa mới ngồi ở trên xe vừa qua thì mình có thể chia sẻ luôn với các bạn một vài điều về cái chiếc GLC, cái thế hệ thứ hai, cái thế hệ mới này. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ cảm nhận được khi mà so sánh cái phiên bản này và cái phiên bản trước đây của nó, đó chính là về hệ thống treo. Ở trên GLC bây giờ hệ thống treo của nó đã tốt hơn rất là nhiều. Ở trên GLC 200, cụ thể như cái chiếc xe mình đang chạy ở đây, thì Agility Control làm việc rất là tốt, đặc biệt là ở cái chế độ Sport. Thì khi mà chúng ta chuyển qua cái chế độ thể thao thì cái chiếc xe này nó sẽ có cái khả năng dập tắt gia độ nó rất là nhanh, và cảm giác là cái thân xe nó sẽ rất là vững. Chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều cái cảm giác nó sẽ hơi bị bồng bềnh như là ở cái thế hệ trước đây. Và tất nhiên là khi mà chúng ta chuyển những cái chế độ khác nhau, ví dụ như là chuyển từ Sport về Comfort, thì cái giảm xóc nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ làm mịn những cái va đập ở trên mặt đường hơn. Nhưng mà với cái chế độ Sport ở trên GLC 200 thì với cảm nhận của mình đến tận bây giờ, kể cả ngồi bên ghế phụ ghế hành khách hay là ngồi lái, thì đều phải công nhận là nó có một cái trải nghiệm đem lại đang rất là tốt. Và cái điều này nó sẽ giúp cho cái cảm giác lái của chúng ta được cải thiện rất là nhiều, đặc biệt là khi các bạn chạy theo một cái phong cách nó hơi gắt một xíu, hay là các bạn chạy ở trên đường cao tốc. Thì rõ ràng là với một cái hệ thống treo nó như thế này thì cái việc mà chúng ta lái xe nó sẽ được cân bằng hơn, nó ổn định hơn. Và có một cái điểm nữa là người ngồi ở trên xe thì cũng sẽ ít cái cảm giác nó bị say xe hơn. Đấy là một trong những cái điểm cộng đầu tiên là mình muốn nói với các bạn khi mà trải nghiệm chiếc GLC thế hệ mới này. Cái thứ hai là ở đây thì chúng ta đã có một cái khối động cơ mới. Thực ra nếu như mà chúng ta nhìn vào cái mặt con số so với cái thế hệ cũ thì nó không phải là khác biệt quá nhiều. Nhưng mà theo như mà Mercedes-Benz Việt Nam công bố thì đây chúng ta đã có một cái động cơ mới, động cơ M254, và sẽ có hệ thống EQ Boost đi cùng với cả ESG. Đây là một cái hệ thống mild hybrid. Nếu như mà các bạn để ý ở trên cái phần đồng hồ của chiếc xe, khi mà chúng ta tăng tốc tùy theo từng trường hợp, không phải lúc nào cái chiếc xe nó cũng sẽ kích cái động cơ motor điện vào khi mà chúng ta đạp sâu chân ga, mà nó sẽ tùy theo từng tình huống, và chiếc xe nó sẽ đánh giá xem là những cái tình huống nào mà chúng ta cần thêm lực thì nó mới sẽ đẩy thêm lực từ cái motor điện mà thôi. Về cảm nhận thì với chiếc GLC 200, cái khả năng tăng tốc của chúng ta rất là mượt mà. Và cái thứ hai nữa là những cái giải tua đầu và những cái giải tua giữa loanh quanh khoảng tầm 3.000 cho tới 5.000 vòng tua máy thì GLC 200 đang có một cái khả năng đáp ứng cho chúng ta rất là tốt. Ở những cái giải vòng tua này thì cái lực kéo của chiếc xe có thể nói là tương đối dư giả để chúng ta sử dụng trong 99% nhu cầu tại Việt Nam, với điều kiện đường xá Việt Nam, kể cả các bạn đi đường quốc lộ hay là các bạn đi đường cao tốc. Thì với một cái sức kéo và một cái gia tốc như ở trên chiếc GLC 200 với 197 mã lực, thì ở những cái giải tua đầu, tua sớm và những cái giải tua giữa thì nó đều đáp ứng cho chúng ta rất là tốt. Và theo cá nhân mình thì nếu như mà chúng ta thực sự cần một cái chiếc xe nó trên định nghĩa là phương tiện để di chuyển thì GLC 200 đang làm quá tốt cái việc đấy với cái khối động cơ này. Hộp số thực ra nó cũng rất là mượt. Và thêm một cái việc nữa là bởi vì chúng ta có mild hybrid cho nên là cái cảm giác mà khi đạp chân ga xuống thì cái độ trễ của turbo nó khá là ít và chúng ta sẽ không cảm nhận được nó rõ ràng đâu. Hộp số thì nó rất là mượt, nó sang số chúng ta gần như là chúng ta sẽ không để ý, trừ khi là chúng ta tăng tốc đột ngột, kick down. Thì khi ấy thì nó sẽ phải có một cái thao tác là nó dồn về 1-2 cấp số gì đó để chúng ta đạt được một cái giải vòng tua nó tối ưu hơn, một cái tỷ số truyền tối ưu hơn. Thì lúc ấy các bạn có thể cảm thấy một cái độ hẫng nhẹ nhẹ. Nhưng mà về cơ bản thì 99%
những cái nhu cầu sử dụng của các bạn và những cái trường hợp các bạn sử dụng xe thường xuyên, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái hộp số và cái động cơ của GLC 200 là rất đủ, chỉ là dư thừa để đáp ứng cho những cái nhu cầu đấy. Và một điểm nữa cũng không thể nào mà không nhắc tới khi mà chúng ta trải nghiệm cái chiếc GLC mới so với cả cái thế hệ cũ, đó là về cái khả năng cách âm và cái độ dễ chịu khi ngồi ở bên trong khoang cabin thì nó được cải thiện rất là tốt. Với cái điều kiện ban nãy bọn mình thì có chạy đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thực sự thì khi mà ngồi ở trên xe thì nếu như mà chúng ta không để ý đến tiếng ồn thì chúng ta sẽ không nghĩ đến cái việc là tiếng ồn nó tồn tại ở đấy. Không thể nói là nó thể in tin thít ở trong xe được, nhưng mà cái tiếng gió là cái âm thanh mà chúng ta sẽ nghe thấy chủ yếu. Còn về cái phần cách âm phía dưới mặt đường, cái tiếng lốp bị vọng lên trên khoang cabin thì gần như là ngồi trong xe sẽ không nghe thấy. Với giải tốc độ ở trên cao tốc là 120 km/h, thậm chí là ban nãy anh em to chân thì còn đi nhanh hơn thế. Nhưng mà cái âm thanh, cái tiếng ồn, cái sự khó chịu của cái phần lốp xe nó bị dội lên trên khoang cabin, cái thứ mà thường chúng ta sẽ gặp khó chịu khi mà chạy cao tốc, thì ở trên GLC chúng ta sẽ không gặp cái tình trạng đấy. Ở đây là một cái điểm mà mình nghĩ là nó là một cái điểm rất là ăn tiền nếu như mà so sánh với cả những cái dòng xe gọi là hạng sang cùng phân khúc với cả GLC bây giờ ở trên thị trường. Thì không phải chiếc xe nào nó cũng sẽ có một cái khả năng cách âm ở cái giải tốc độ cao ở trên cao tốc tốt được như là GLC ở cái thế hệ này. Đây là một cái điểm cải thiện mà mình phải nói, và nó là một cái rất đáng để chúng ta quan tâm ở đây khi mà các bạn đang thực sự cân nhắc về lựa chọn một cái chiếc GLC cái thế hệ mới như thế này. Và đó là những cái trải nghiệm và những cái cảm quan ban đầu mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà tham gia cái buổi trải nghiệm xe của Mercedes-Benz Việt Nam, cuộc hành trình từ Sài Gòn cho tới Phan Thiết. Và chắc chắn là cái hành trình lần này thì sẽ không chỉ đơn giản là đi xe từ Sài Gòn đến Phan Thiết rồi, mà chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những cái cơ hội để có thể trải nghiệm cũng như là khai thác cái khả năng của chiếc xe này nữa. Và đến bản thân mình hiện tại và thời điểm hiện tại thì cũng sẽ không biết được là tiếp theo thì chương trình sẽ cho bọn mình trải nghiệm những cái gì nữa. Và các bạn hãy đừng tắt video vội, hãy cùng chờ xem là chiếc GLC này còn có khả năng và nó làm được những cái gì nữa nhá. Và tiết mục tiếp theo trong cái chuyến hành trình của Mercedes-Benz Việt Nam cùng với cái chiếc GLC ngày hôm nay, thì bọn mình sẽ cùng với cái chiếc xe này để trải nghiệm một cái cung đường có thể gọi là off-road. Cụ thể hơn thì phần lớn cái bề mặt đường của cái chuyến đi này nó sẽ là chạy cát. Đấy, thì các bạn biết là như ở trên GLC bây giờ thì cả hai phiên bản là 200 và 300 thì đều được trang bị là 4MATIC, không còn cái phiên bản một cầu nữa. Thì chúng ta đều có thể chạy qua được những cái bề mặt địa hình gọi là nó khó khăn hơn so với cả cái việc là chúng ta đi ở trên đường nhựa hàng ngày. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà các bạn quan tâm đến GLC 300, ở đây thì mình ngồi GLC 200. GLC 300 thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng gọi là Transparent Bonnet, tức là nó sẽ quét mặt đường và chúng ta sẽ nhìn được ở xuyên qua cái nắp capo xuống phía dưới. Hai nữa là chúng ta sẽ có cam 360 thì cái việc đi off-road nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta đã có một cái chế độ off-road dành riêng cho cái việc là chúng ta đi đường xấu. Và các bạn thấy là cái giao diện ở trên cái phần màn hình này thì nó sẽ có những cái thông tin để chúng ta quan sát và theo dõi những cái thông số để chúng ta kiểm soát được cái chiếc xe trong những cung đường khó. Đấy, cái cung đường này thì mình không lái xe. Bây giờ anh em sẽ cùng vượt qua cái quãng đường này để xem là liệu cái chiếc GLC nó có đủ khả năng để vượt qua hay không nhá. Sau quãng đường off-road vừa rồi mà mình đã được trải nghiệm với cả chiếc GLC 200 thì chúng ta có thể rút ra được 3 điều. Thì khi mà các bạn đã đi off-road
thì cái việc có một cái chiếc xe đẹp, có một cái chiếc xe bóng bẩy nó không quan trọng nữa. Mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta có một cái chiếc xe với cốt lõi vận hành của nó là tốt. Nói đúng ra thì cái quãng đường ngày hôm nay mà đoàn đã đi qua thì nó không phải là một cái quãng đường quá là khó hay là hardcore, nhưng nó cũng không phải là một cái cung đường dễ. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà để cho một cái chiếc xe có thể vượt qua được những cái địa hình đó, nó cũng không phải là cái việc mà tất cả cái chiếc xe ở trên thị trường đều có thể làm được. Không phải chiếc xe nào cũng làm được như thế. Thì ba điều mình rút ra khi mà mình trải nghiệm chiếc GLC và ba thứ mà nó làm tốt. Cái thứ nhất, chúng ta phải nói về hệ thống dẫn động 4MATIC. 4MATIC làm việc rất tốt. Chúng ta có hệ thống dẫn động 4 bánh và nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta đi ở địa hình trơn trượt hay là chúng ta đi ở những cái điều kiện đường gọi là mặt đường xấu đơn giản. Với cái điều kiện đường cát thì chúng ta có thể thấy là hệ thống dẫn động 4 bánh của Mercedes đang làm rất là tốt để có thể giúp cho cái chiếc xe vượt qua những cái địa hình như vậy. Cái thứ hai đó chính là về hệ thống treo. Và khi mà chạy off-road thì ở trên GLC, đặc biệt là GLC 200, chiếc xe mình đã trực tiếp trải nghiệm, thì nó sẽ không đem lại cho chúng ta một cái cảm giác khó chịu khi mà chạy qua những cái bề mặt đường xấu. Người ngồi trong xe vẫn sẽ cảm thấy là nó rất là êm ái. Chúng ta sẽ không có những cái cú đấm thốc vào người gây ra cảm giác kiểu mệt mỏi. Tuy nhiên thì khả năng ổn định lại thân xe ở những cái cung đường off-road thì nó cũng rất là tốt. Xe chúng ta sẽ không bị nhao quá nhiều hay là chúng ta sẽ bị trông chênh, lắc lư ở trên xe quá nhiều khi mà vượt qua những cái bề mặt đó. Và cái thứ ba mà chúng ta sẽ phải nói ở đây đó chính là về các cái hệ thống điện tử. Thì khi mà nói về hệ thống điện tử, chúng ta sẽ phải nói về cái chế độ chạy off-road của GLC. Thì với cái chế độ chạy off-road, chúng ta sẽ có thể gọi là cho chiếc xe nó tự động can thiệp từ những cái chân ga, cảm biến chân ga, độ nhạy chân ga này, rồi hệ thống dẫn động này, rồi về cái hệ thống kiểm soát lực kéo cân bằng điện tử vân vân. Thì những cái đó sẽ được tối ưu để cho cái chiếc xe của chúng ta có thể vượt qua được những cái bề mặt địa hình đấy mà chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ tính toán quá nhiều. Và tất nhiên là với những cái chiếc xe như là GLC thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm những cái việc đấy rất là đơn giản. Tất nhiên đi off-road thì sẽ cần kỹ năng, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ giảm bớt được cái yêu cầu về kỹ năng để vượt qua những cái cung đường như vậy. Thì đó là GLC, chúng ta biết nó là một cái chiếc xe rất là bảnh. Một cái chiếc xe phần lớn các bạn sẽ sử dụng với mục đích là đi đô thị hay là đi những cái cung đường đẹp thôi. Tuy nhiên thì đây là những cái trải nghiệm mà có lẽ là 99,69% chúng ta sẽ không bao giờ đưa nó vào dùng thực tế. Nhưng trong những cái trường hợp mà các bạn muốn làm, hay là trong những cái trường hợp mà các bạn bắt buộc phải vượt qua những cái địa hình như vậy, thì có thể biết được là đây là một cái chiếc xe hoàn toàn nó có thể đáp ứng được, chứ không chỉ đơn thuần là một cái chiếc xe chỉ sử dụng cho những cái mục đích hàng ngày. Đó, rất là hay. Và ở trên GLC 200 thì có một cái điểm nữa mình cũng phải chia sẻ với các bạn. Đó là cái phần mâm xe, thì các bạn để ý là nó là mâm 19 inch, nó không phải là mâm 20 inch giống như là ở trên GLC 300. Thế cho nên là có thể nói về cái độ handling ở trên phần đường nhựa thì nó sẽ thua kém đi một chút. Nhưng mà với cái việc đi off-road như ngày hôm nay thì mình thấy là cái phần mâm nhỏ hơn và cái thành lốp dày hơn một xíu, thì cái chiếc xe nó sẽ có cái cảm giác chạy nó sẽ êm ái, nó dễ chịu hơn so với cả GLC 300. Hôm nay là ngày thứ hai trong cái buổi hành trình của Mercedes-Benz Việt Nam. Thì bọn mình đang trên cái cung đường quay trở lại Sài Gòn, đi từ Phan Thiết. Thế nhưng mà không phải là đi cái cung đường như là cái chiều đi nữa, là chạy cao tốc. Mà trên chiều về thì chương trình đã tổ chức cho một cái cung đường chạy nó vòng vèo hơn, nhưng mà quan trọng là cảnh đẹp hơn. Và ở đây thì có rất là nhiều những cái khúc cua để chúng ta trải nghiệm mà nhiều hơn ở trên cái chiếc GLC. Hôm nay thì anh em đã đổi lại xe, bọn mình bây giờ thì đang chạy GLC 300 rồi. Và khi mà ngồi lên chiếc GLC 300 thì mình lại thấy là có rất là nhiều điều mà chúng ta sẽ đang nói ở đây. Đặc biệt là nếu như mà ngày hôm qua chúng ta chạy chiếc 200 thì hôm nay chạy chiếc 300 thì nó có rất là nhiều những cái khác biệt về cái mặt. Không nói về cái chuyện là chúng ta kể option ra để xem so đo về giá nhé. Chúng ta sẽ nói về cái mặt trải nghiệm. Và cái trải nghiệm của GLC 300 thì rõ ràng là các bạn mua một cái chiếc xe đắt hơn thì nó sẽ tốt hơn rồi. Nhưng mà nó sẽ tốt ở những cái gì? Cái thứ nhất ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống treo mà theo cá nhân mình thì sẽ là tốt hơn. Cái này là theo cá nhân mình thôi nhá, bởi vì ở trên chiếc GLC 300 thì chúng ta sẽ có một cái phần hệ thống treo nó chắc và nó cứng hơn rất nhiều so với cả GLC 200. Ngay kể cả ở cái chế độ gọi là comfort, tức là cái gầm nó đã gọi là mềm hơn rồi. Nhưng mà ở trên GLC 300 thì chúng ta có thể cảm thấy được là nó vẫn rất là vững.
và chạy vẫn rất là cứng. Chúng ta có thể cảm nhận được những cái dao động ở trên mặt đường, lên trên cái ghế ngồi cũng như là cái phần khoang cabin, nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là với những cái tình huống mà chúng ta di chuyển hàng ngày thì nó sẽ giảm được cái độ rung lắc, cái độ body roll nghiêng xe, cũng như là cái việc dập tắt dao động nó rất là nhanh và rất là gọn. Đây là mình đang nói ở chế độ comfort thôi nhá. Đó, chạy nó đã thích hơn rồi. Nếu như mà ở trên GLC 200 thì mình sẽ thường phải có xu hướng là chuyển qua cái chế độ sport để mình có được một cái phần giảm sóc nó cứng, nó vững vàng. Thì ở trên GLC 300 thì tất cả mọi thứ ở chế độ comfort đang đảm bảo rất là tốt, chạy rất là thích, và chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về việc là chuyển qua chế độ sport làm gì. Các bạn biết là nếu như mà chuyển qua sport thì không chỉ có mỗi hệ thống treo, mà từ động cơ rồi hộp số nó sẽ có xu hướng là nó giữ số thấp hơn, rồi nó sẽ chạy ở những cái giải phóng tua cao hơn. Thì ở trên GLC 300 mình sẽ không cần phải nghĩ đến việc đấy nữa. Đi hàng ngày thì để comfort là rất thoải mái rồi. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn. Bên cạnh đó thì kể cả là ở comfort nhưng mà với cái công suất lớn hơn thì rõ ràng là cái lực kéo ở những cái nước ga sớm và những cái giải tua đầu thì nó cũng sẽ tốt hơn trước 200. Cho nên là cái việc mà chúng ta cảm thấy bị thiếu thốn về sức mạnh thì hoàn toàn là không bao giờ là nó tồn tại cả. Còn với cái cung đường mà bọn mình đang chạy ở đây thì rất là nhiều đèo, và các bạn sẽ thấy là mình đang vào cua rất là nhiều. Thì chắc chắn là sẽ phải chuyển qua cái chế độ sport. Thực ra thì với cái tốc độ mình đang đi thì không phải là bật qua sport để tăng tốc cho nhanh, mà là để cho cái hệ thống treo nó sẽ cứng cáp hơn. Và rõ ràng là với GLC 300 thì khi mà chuyển qua chế độ sport thì cái việc mà cảm thấy được cái body roll và cái độ nghiêng của thân xe ấy, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất ít so với cả GLC nói riêng và so với những cái dòng crossover cỡ này nói chung ấy nhá. Thì cái body roll, cái độ nghiêng ngang của nó rất là ít, và cái việc này nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng ổn định cơ thể và kiểm soát được cái chiếc xe ở trong cua nó tốt hơn rất nhiều. Cho cái này thì mình ở trên nhiều video trên đường hai chiều thì mình đã nói về việc là các bạn có độ xe, các bạn có lên một cái bộ giảm sóc xịn hơn thì nó có tác dụng là gì, thì nó là như thế. Chúng ta sẽ có một cái cảm giác vào cua nó yên tâm hơn, và hai nữa là những cái bánh xe nó sẽ được ôm xuống mặt đường tốt hơn. Đó, và ở trên cái chiếc GLC 300 này thì cái việc vào cua này nó thích hơn rất nhiều. Ở chế độ sport chúng ta gần như sẽ không cảm thấy là người bị di chuyển sang hai bên, và hai nữa là cái ổn định lại cái tình trạng ban đầu của chiếc xe, tức là chiếc xe nó về trạng thái ban đầu, nó ổn định lại thân xe rất là nhanh. Tất nhiên là chế độ sport thì nếu như mà các bạn sử dụng nó hàng ngày thì có thể là nó sẽ hơi bị cứng quá, các bạn sẽ muốn sử dụng ở chế độ comfort ở trên chiếc xe này thì nó sẽ hợp lý hơn, chạy nó cũng đã đủ chắc chắn rồi. Và với thanh niên thì mình nghĩ là GLC 300 sẽ làm tốt hơn. Nói về cái phần trải nghiệm lái xe, câu chuyện nó không dừng lại ở động cơ đâu các bạn. Không phải cứ xe mạnh hơn là chạy hay hơn, mà nó có nhiều yếu tố. Và ở trên GLC 300 thì nó có nhiều yếu tố để giúp chúng ta có một cái trải nghiệm lái tốt hơn. Chưa kể đến việc là không phải là mỗi treo, không phải là mỗi máy, mà nếu như mà chúng ta soi vào cái hệ thống phanh của chiếc GLC 300, chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái phần phanh nó xịn sò hơn so với GLC 200 này. Phanh AMG, có logo AMG này, rồi cái phần đĩa phanh chúng ta cũng là cái đĩa có lỗ thông hơi. Cái này thì nó có nhiều tác dụng, như kiểu các bạn sẽ tản nhiệt tốt hơn rồi vân vân. Thì nó sẽ là một cái mà giúp cho cái hiệu năng phanh của chiếc xe nó cũng sẽ được cải thiện hơn. Chưa kể đến việc là nếu như mà chúng ta sử dụng chiếc xe này để đi vào đường bằng và chạy những cái đường có nhiều khúc cua như này, thì với một cái phần mâm lớn hơn của GLC 300 thì có nghĩa là cái thành lốp của chúng ta nó sẽ mỏng hơn, tức là ít cái dao động biến dạng của cao su đi thì cũng sẽ giúp cho cái handling của chiếc xe của chúng ta nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Công bằng ra mà nói, nếu như mà chúng ta đang tìm một cái dòng crossover mà nó đem lại được một cái sự dễ chịu và nó đáp ứng được phần lớn những cái nhu cầu cơ bản của người dùng, thì mình nghĩ là các bạn nên chọn GLC 200, bởi vì chiếc xe đó đi êm ái hơn. Khẳng định là nó đi êm ái hơn, mâm nó nhỏ hơn, nó đi cũng êm hơn, cái treo của nó mềm hơn, đi nó cũng thoải mái, nó dễ chịu hơn nếu như mà các bạn đi hàng ngày. Nhưng mà nếu như các bạn đang tìm đến và các bạn có nhu cầu cao hơn và muốn tìm đến một cái cảm giác lái xe nó thực sự là tốt, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải lên GLC 300, vì đây là một cái chiếc xe nó cải thiện được về cái cảm giác lái rất là nhiều. Trước kể đến cả phần vô lăng thì các bạn thấy là cái vô lăng AMG AMG thì cầm lái nó cũng grip nó tốt hơn, và cái form của nó đánh lái nó cũng sẽ thích hơn. Cá nhân mình thì mình sẽ thích cái vô lăng nhảy ở trên chiếc xe 300 hơn, cảm thấy độ bám tay nó tốt hơn. Nhưng mà so với cả lineup GLC thì cái vô lăng này chạy thích hơn nhiều so với cả vô lăng của GLC 200.
Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn trong cái cuộc hành trình tham gia cùng với cả Mercedes-Benz Việt Nam, tham gia một cái chuyến trải nghiệm chiếc GLC cả 200 và 300. Chúng ta có những cái cung đường cao tốc rất là đẹp, đường off-road rất là khó, và cả những cái cung đường gọi là đường đèo núi cũng cảnh rất thích. Và để tóm tắt lại thì có thể nói GLC là một cái chiếc xe, thứ nhất là nói trên phương diện là một chiếc xe sang thì nó có rất là nhiều những cái tính năng hay. Và nếu như nói trên phương diện là lựa chọn phiên bản nào nó phù hợp thì mình nghĩ là nó không phải là GLC 200 hay 300 là cái nào cao hơn đâu, mà nó sẽ tùy thuộc vào cái đối tượng khách hàng hay là những ai mà phù hợp với chiếc xe nào hơn. Ví dụ kiểu sử dụng gia đình êm ái thì có thể mua GLC 200, thích một cái cảm giác lái nó tốt hơn, mạnh mẽ hơn thì có thể sử dụng GLC 300. Và hiện tại thì để kết thúc chuyến đi này thì mình đang quay lại video với các bạn ở trường đua Đại Nam. Đấy thì có lẽ là cái cuộc hành trình thì nó chỉ đến đây thôi. Các bạn nghĩ thế nào về những cái trải nghiệm mà mình vừa mới có hay là những cái câu chuyện mình vừa mới chia sẻ thì hãy để comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share như là subscribe Đường Hai Chiều, và hẹn gặp lại các bạn ở... Thôi.